Thưa quý vị, ngày nay Internet đã trở nên hết sức quen thuộc đối với mọi người. Chúng ta ăn uống, giải trí, giao lưu, kết bạn đều có sự hiện diện của Internet. Chính vì vậy, mọi người đều mong muốn có một kết nối ổn định cho tất cả các hoạt động của mình trên môi trường mạng. Vậy, đâu là giải pháp cho việc kết nối liên tục, không gián đoạn? Hiện nay, có khoảng 64 triệu người Việt Nam đang sử dụng Internet, chiếm 66% dân số cả nước. Việt Nam nằm trong top 20 quốc gia sử dụng Internet nhiều nhất trên thế giới. Thời đại số bùng nổ khiến nhu cầu sử dụng Internet của con người ngày càng tăng lên. Nhu cầu được kết nối liền mạch, ổn định, mọi lúc mọi nơi đã trở thành nhu cầu hết sức bình thường của mỗi người. Bạn Nguyễn Văn Khanh hiện đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Là một người trẻ nên bạn rất hay dùng Internet để học tập, trò chuyện với bạn bè và giải trí. Trước đây kết nối mạng của gia đình bạn hay bị gián đoạn, nhưng từ khi dùng sang bộ phát Wi-Fi này thì Internet nhà bạn đã rất ổn định và đặc biệt là rất dễ sử dụng. Thực ra thì cũng có khá nhiều trường hợp lỗi mạng, bởi vì nhà mình là nhà tầng nên là khá là khó để mà Wi-Fi phát sóng đầy đủ tất cả các góc ở trong nhà mình. Khi mà nhà mình sử dụng mesh Wi-Fi của VNPT, cục kích sóng Wi-Fi này thì nhà mình có thể ở tầng 2, nhưng mà nó phủ sóng khá là rộng thì mình có thể lên những tầng trên thì mình vẫn có thể hoạt động và vào Wi-Fi khá là tốt. Bên cạnh đó thì sản phẩm mesh Wi-Fi thì có mặt trên app, các app store, và mình có thể quản lý qua đặt của nó thông qua smartphone. Bộ phát Wi-Fi này được phát triển bởi các kỹ sư của VNPT Technology. Giải pháp Wi-Fi này bao gồm nhiều thiết bị liên kết không dây, tạo nên một hệ thống phủ sóng Wi-Fi thông minh, liền mạch, phù hợp với các không gian lớn, giúp người dùng trải nghiệm Internet tốc độ cao, ổn định, không ngắt quãng. Sản phẩm của chúng tôi thì thiết kế phù hợp với hầu hết các cái ngôi nhà, các cái không gian của ngôi nhà Việt Nam, bao gồm từ các cái căn hộ nhà riêng, diện tích hẹp, nhiều tầng, cho tới những căn chung cư hay là những không gian diện tích lớn hơn như biệt thự. Ngoài ra thì sản phẩm của chúng tôi còn hướng đến các cái không gian cho các văn phòng của các doanh nghiệp cũng rất là phù hợp. Mỗi thiết bị đều có khả năng thích nghi với môi trường, tự động điều chỉnh các thông số để tối ưu hóa sóng phát, tự sửa chữa và thay thế khi có các kết nối có vấn đề. Toàn bộ hệ thống này được điều hành bởi một ứng dụng quản lý thông minh trên thiết bị di động, cho phép chúng ta kết nối và kiểm soát tình trạng của từng thiết bị. Hiện nay thì với cái xu hướng thiết kế là DIY, do it yourself, thì sản phẩm của chúng tôi rất dễ dàng tiện dụng cho người dùng có thể dễ dàng cấu hình và cài đặt và quản lý các cái thiết bị mesh Wi-Fi thông qua cái ứng dụng rất đơn giản trên di động, đó là ứng dụng OneLink. Được nghiên cứu và sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam, hệ thống iGate EW12S của VNPT Technology đã được vinh danh trong nhóm các sản phẩm giải pháp phần mềm thương mại tiêu biểu của giải thưởng Sao Khuê 2020.